tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước. Nội dung trên là một trong những quy định đáng chú ý trong Nghị định 59 của Chính phủ. Theo Nghị định, danh tính điện tử là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử, cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử. Từ ngày 20 tháng 10 thì mỗi cá nhân hay tổ chức đều có danh tính điện tử. Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm thông tin cá nhân là số định danh, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và thông tin sinh trắc học như là ảnh chân dung, dân tay. Đáng chú ý, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc tương đương hộ chiếu với trường hợp là người nước ngoài khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân. Tài khoản mức độ 2 còn có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ để cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.